Xin chào tất cả các em. À, chào mừng các em đến với cái uh, tiết học của chúng ta trong cái phần uh, tương giao của hai đồ thị hàm số. Và cái uh, nội dung của tiết học hôm nay chúng ta sẽ bàn tiếp đến một số các cái dạng uh, bài tập tiếp theo trong bài toán tương giao. Đó là cái dạng số 6. Bàn về vấn đề tương giao giữa đường thẳng với đồ thị hàm bậc nhất đi bậc nhất. Thế thì uh, lớp hàm bậc nhất đi bậc nhất đây là những cái lớp hàm mà chúng ta đã uh, học trong cái uh, phần lần trước rồi. À, với những cái lớp hàm này thì nó không có tiệm cận, à, quên nó không có cực trị nhưng mà nó lại có hai cái tiềm cận và đồ thị hàm số của nó là nhận à, hai giao điểm của hai tiệm cận làm cái tâm đối xứng. Tùy theo cái đạo hàm của cái hàm số này nó dương hay nó âm mà nó làm cho cái đồ thị hàm số sẽ có uh, dạng à, là những cái hyperbol uh, nằm ở trong các cái góc phần tư tương ứng giữa hai cái tiệm cận đó. Thế thì tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến cái vấn đề tương giao giữa lớp đường thẳng và cái đồ thị dạng hàm số này thôi. À, trong cái phần này thì các em cần phải lưu ý rất là nhiều về kiến thức đặc biệt là cái định lý VS cũng như là các cái kiến thức liên quan về tâm thức bậc 2. Vì đa phần những cái tương giao của hầm bậc nhất trên mặt nhất với đường thẳng thì nó chỉ xoay xung quanh cái phương trình hoành độ giao điểm chỉ đạt ở mức độ là phương trình bậc 2 thôi. À, cho nên là chúng ta cũng chỉ xoay xung quanh dạng đó tất nhiên rằng là một số các kiến thức liên quan về những cái bài toán cực trị hình học trong mặt phẳng à, thì nó sẽ dính dáng đến các cái bất đẳng thức cũng như là giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số thì à, trong từng cái dạng bài tập cụ thể những mỗi cái bài tập khác nhau thì chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức khác nhau ở trong này chúng ta sẽ đi lần lượt vào các cái từng bài tập cụ thể như này ở đây cái bài đầu tiên người ta cho cái hàm số y bằng 2x cộng 1 chỉ x cộng 1 và yêu cầu bài toán là tìm cái giá trị k để cho cái đường thẳng y bằng x cộng 2k cộng 1 này nè nó cắt cái đồ thị hàm số đó tại hai điểm AB mà sao cho khoảng cách từ A đến trục hoành thì bằng khoảng cách từ B đến trục hoành à, thế thì trước hết thì thầy sẽ nhắc một tí là cái cái với một cái điểm tùy ý trong mặt phẳng này với một cái điểm tùy ý trên mặt phẳng ối ví dụ một điểm A ngay chỗ này đó, đấy nó có hoành độ là xa xa và cái tung độ của nó là IA chẳng hạn à, ví dụ như thế này hơn đấy thế thì khoảng cách từ A cho đến trục hoành nó là cái gì này đây cái, cái, khoảng cách từ A đến trục hoành nó là cái gì khoảng cách từ A đến trục hoành nó chính là trị tuyệt đối của tung độ nhớ nè nhớ chỗ này là phải có trị đối nha các em vì sao vậy vì cái IA này nó có thể dương nhưng mà có khi nó lại âm đó, cho nên ở đây mà mà khoảng cách thì nó không thể âm được cho nên ta phải lấy trị đối nè còn khoảng cách từ A mà cho đến trục tung thì nó chính là bằng trị tuyệt đối của cái ít này này Đấy, thì nhắc trước để sau khi khi mình thì vận dụng vào trong cái bài tập này thì ta để ý để ta làm. Thế đầu tiên bài toán này nó có hai cái ý, trong cái câu này có hai cái ý đó là cắt tại hai điểm phân biệt AB. Còn cái chuyện mà cái chữ sau cho này thì chúng ta giải quyết sau. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ca để cho hai cái anh chàng này cắt nhau tại hai điểm cái này. Đấy, thế thì một lần nữa chúng ta phải lập cái phương trình hoành độ giao điểm ra. Và các em để ý cái phương trình hoành độ giao điểm này nó có cái phân số ở giữa mẫu này nè. Mà ta muốn đưa nó về phương trình bậc 2 thì ta phải nhân cái này lên và nguyên tắc của chúng ta là gì? A chia B mà bằng C. Thế thì nó có tương đương với A bằng B nhân C không? Đấy, câu hỏi đặt ra như thế này và và có rất là nhiều bạn hay mắc cái lỗi này đấy hay mắc cái lỗi này thì xin thưa các em rằng là cái đẳng thức này nó hai cái mệnh đề này nó không có tương đương với nhau đâu nhé nó chỉ tương đương trong trường hợp là b này phải khác không nữa đây chính là lý do vì sao nhiều bạn là giải cái bài toán mà nó hay hay mắc những cái sai lầm là chỗ này đây cái bước này là ta hay quay à, ta cứ là tới đây là ta cứ nhận nhân b lên là ta đưa ngay về phương trình bậc hai và ta cứ lập tức cho phương trình bậc hai nó có hai nghiệm bằng cách lập cái phương trình delta à, lập cái biệt thức delta cho nó dương là xong mà ta quay bán mất cái chuyện là b phải khác không này đấy cho nên là gì là hầu như là một số bạn giải là nó hay bị sai rồi đó các em lưu ý để ý cho thầy một tí rằng là với cái phép biến đổi này nè thì 2x cộng 1 này mà muốn nhân cái x cộng 1 lên đây thì phải thêm điều kiện là x phần h trừ 1 ở chỗ này nữa đấy nhớ cái chỗ này nha rồi sau khi các em nhân cái x cộng 1 lên đây thì ta được một cái phương trình bậc 2 nó như thế này đây đây là kx bình phương cộng cho 3k trừ 1 x cộng 2k bằng 0 này được chưa nào rồi thế thì À, muốn cho cái đồ thị hàm số này và cái đường thẳng d này cắt nhau tại hai điểm phân biệt đồng nghĩa với cái phương trình 1 của chúng ta nó phải có hai nghiệm phân biệt khác trừ một nha rồi thế thì muốn cho cái phương trình của chúng ta có hai nghiệm phân biệt khác trừ một thì thứ nhất là cái hệ số k dẫn đầu này trước hết nó phải là tâm thức bằng hai cái này nó phải khác không à, nhiều khi cái chỗ này chúng ta lại quay mất cái một cái tâm thức này chưa phải là tâm thức bậc hai vì cái k này nó tùy ý mà chúng ta chưa biết được lỡ nó bằng không một cái thì cái này nó thành bậc nhất thôi mà thành bậc nhất thì nó chỉ có một điểm thôi nghe. có nghĩa là là nó chỉ có một nghiệm duy nhất thôi ở này thì không được cho nên ở đây thứ nhất là k phải khác không và cái thứ hai nữa là gì cái thứ hai nữa là cái delta nó phải dương và các con trường một thế vô trong cái này nó phải khác không đây nó phải khác không như thế này được chưa rồi à, thì à, nó phải khác không thế cái con đường một của các em để ý con thứ thế con đường một vô nó đúng là khác không không đây này đây bây giờ ta thấy con đường một vô nhá thì cái này nó thành là k này rồi cái này là thành là trừ ba k này được chưa rồi cộng cho một này nha cộng hai k nữa này đó thầy thế con đường một vô đó thì rõ ràng khi tính cái này rút gọn thì nó là bằng một và hiển nhiên nó khác không với mọi k chưa đấy cho nên cái chuyện mà cái tâm thức bậc hai này có hai nghiệm à, có nghiệm mà khác trừ một là hiển nhiên rồi nó này cho nên cái chuyện này là hiển nhiên đấy như vậy tôi cần giữ lại hai cái điều kiện này thôi cái thứ hai nữa là gì theo đề bài toán là cái khoảng cách từ A đến trục hoành và khoảng cách từ B đến trục hoành là phải bằng nhau mà chúng ta biết rằng là A và B là gì A và B là hai cái hai cái giao điểm này cho nên là XA và XB đó XA và XB ta tạm gọi là X1 đó. và X2 đó lúc này nó chính là hoành đũa giao điểm cho nên nó phải là nghiệm của cái phương trình một này à, còn tung độ của nó là gì thì ta thấy vào đây đấy ví dụ như tung đũa các em thiếu vào đây được không xin thưa là được nhưng mà thiếu vào đây nó gọn hơn vì nó nó là một cái hàm mặt nhất chứ còn thiếu qua đây thì nó hơi rườm rà vì nó là hàm hữu tỷ rồi cái x2 các em thiếu qua đây thì các em được tung đũa của điểm b mà theo đề bài toán là khoảng cách từ a đến trục hoành bằng khoảng cách từ b đến trục hoành như vậy trị tuyệt đối của cái ia đó nó là bằng trị đối của kx1 cộng 2k cộng 1 đây chính là khoảng cách từ a cho đến trục hoành còn à, khoảng cách từ b đến trục hoành thì nó chính là bằng trị đấu ib mà ib chính là bằng kx2 cộng cho 2k cộng 1 đây, nghĩa là hai cái này phải bằng nhau. Bây giờ vấn đề đặt ra là gì? Vấn đề đặt ra là từ đây mà tại sao người ta suy ra được cái đẳng thức thứ ba này nè trong cái cái biến đổi tương đương này đó là gì? Là các em thấy này nếu ta phá trị đấu ra thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là kx1 cộng 2k cộng 1 nó bằng kx2 cộng 2k cộng 1 đúng không? Đó là trường hợp nó bằng. Trường hợp thứ hai là nó bằng gì? Nó bằng trừ của cái này. Đó, nó bằng trừ của cái này. Đúng không? Thế thì các em thấy nếu mà trường hợp này nó xảy ra thì sao? Nếu trường hợp này xảy ra thì thầy sẽ rút gọn hai vế cái này đi. Và theo cái điều kiện chúng ta là k nó khác không cho nên tôi rút gọn cái k này luôn. Như vậy dẫn đến x1 nó bằng x2 chưa? Mà x1 bằng x2 thì thì chắc chắn là hai cái điểm AB này nó không thể phân biệt được. Cho nên cái trường hợp này sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng mà ta chỉ giữ lại cái trường hợp mà có dấu trừ thôi đấy như vậy là nếu mà ta phá trị tuyệt đấu ra thì ta chỉ còn giữ lại cái dấu trừ thôi. như vậy chỗ này thầy sẽ để dấu trừ đó bỏ cái dấu tuyệt đấu đi ha như vậy trừ thì các em chuyển cái k này qua thì các em sẽ được là k từ số chỉ một cộng x hai này à, rồi chuyển cái này qua bên này thành là 4 k cộng hai bằng không này được chưa đó chính là lý do vì sao mà ta được cái đẳng thức thứ ba này rồi như vậy tóm lại là muốn cho cái đường thẳng này các đồ thị này tại hai điểm phân biệt AB mà sao cho khoảng cách từ A đến trục hoành bằng khoảng cách từ B đến trục hoành nghĩa là chúng ta sẽ tương đương với ba cái điều kiện này. Thì vì còn lại chúng ta là giải ba cái điều kiện này ra thôi. Thế các em để ý rằng là trong đó x1 cộng x2 theo định lý VS của một cái tâm thức bậc 2 nó có hàng nghiệm á. Thì cái tổng này nó sẽ bằng từ B đi nha. Nhá, có nghĩa là cái x1 này mà cộng với x2. Các em thấy vừa thôi, x1 cộng với x2 theo định lý VS thì nó bằng là 1 trừ 3k Nghĩa là trừ b đó Chia cho a là k Rồi các em thay vào đây Như vậy chỗ này mà nhân với k thì còn lại 1 trừ 3k này Rồi cộng 4k cộng 2 này Được chưa Còn cái chỗ này cái delta của nó Các em tính ra thì nó sẽ bằng k bình trừ 6k cộng 1 Cho nó dương Khác không và ta giải ba cái này ra Thì ba cái này ra thì các em để ý là riêng cái phương trình ở dưới này nè thì ta giải ra được nghiệm của nó là k bằng trừ 3 rồi. Với k bằng trừ 3 thì rõ ràng nó khác không và thế k bằng 3 vào đây thì nó là 9 này 9 mà cộng với 6 rồi à, rồi cộng với 1 này thì chắc chắn là nó dương rồi cho nên tóm lại là k sẽ bằng trừ 3 được chưa như vậy đáp án của chúng ta là đáp án C À, một ví dụ khác như thế này à, đường thẳng y bằng x cộng 2m Cắt đồ thị hàm số này tại hai điểm phân biệt khi nào muốn cắt tại hai điểm phân biệt nghĩa là phương trình quanh độ phải có hai nghiệm phân biệt thôi bây giờ phương trình hoành độ giao điểm của nó chính là ở phương trình này mà phương trình này thì lại tương đương với một cái phương trình bậc hai cộng thêm cái điều kiện mẫu khác không đó nè đây tôi nhân lên đây thôi thì các em thấy rằng là muốn cho cái phương trình đường trước này có hai nghiệm phân biệt thì đồng nghĩa với cái phương trình bậc hai này sau khi khai triển ra đó nó phải có hai nghiệm phân biệt khác trừ một được chưa đấy thì các em để ý rằng là cái cái chuyện cái chuyện này mà sau khi khai triển ra thì nó thành cái phương trình bậc hai đây này, này đó cái phương trình này khai triển ra phương trình bậc hai này và rõ ràng cái phương trình bậc hai này nếu ta thế con trừ một vô thì nó là bằng một này chỗ này thành trừ hai m này cộng hai m cộng gì cộng 3 này đúng không thì, thì, thì cái này hiển nhiên là nó sẽ bằng 4 và chắc chắn là nó sẽ khác không với mọi m rồi đúng không cho nên là muốn cho cái tóm lại là muốn cho cái cái đường thẳng này và các đồ thị hàm số này tại hai điểm phân biệt chúng ta chỉ cần cho cái tam thức bậc hai này có hai nghiệm phân biệt thôi là đủ vì tự động nó khác trừ một rồi thế thì chỗ này các em sẽ lập delta phải rồi em mền phương trừ cho ac à, nói mền phương trừ ac là trừ hai m trừ ba này nó dương là được và cái tâm thức bậc hai này chúng ta bấm máy tính giải ra thì nó có hai nghiệm à, một nghiệm là trừ 1 và một nghiệm là 3 và theo dấu của tâm thức bậc hai là trong trái ngoài cùng trong âm ngoài dương và ở đây ta lấy vô dương thôi nghĩa là m sẽ nhỏ hơn trừ 1 và m lớn hơn 3 đúng không đấy như vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án à rất là nhanh rồi này rồi một ví dụ khác nữa ở đây người ta gọi m có tọa độ AB là điểm nằm trên cái đồ thị này mà sao cho khoảng cách từ m cho đến đường thẳng y bằng 2x cộng 6 này là nhỏ nhất đây là một bài toán liên quan đến cực trị hình học thế thì nhiệm vụ của chúng ta là gì? Nhiệm vụ của chúng ta là chẳng đi tìm cái anh rằng AB này thôi. Nè, thế các em biết rằng một điểm mà nó nằm trên đồ thị thì cái điểm đó nó sẽ thỏa mãn cái điều kiện là gì? Ví dụ như M mà nằm trên cái đồ thị này thì chắc chắn anh chẳng B này anh phải bằng gì? Anh sẽ bằng a 2 chia cho Chắc chắn như thế, vì nó nó nằm trên cái đồ thị này thì thay vô trong cái cái phương trình của cái hàm số này nó phải đúng. Nè. Rồi. rồi, còn khoảng cách từ một điểm cho đến đường thẳng thì thầy sẽ nhắc lại công thức này. À, cho một cái điểm M có tọa độ là x0y0. Nhắc lại công thức để chúng ta ôn uh, lại một tí để ta, ta áp dụng cho bài toán này. Một cái đường thẳng có phương trình ax cộng by cộng c bằng không. Thế thì khoảng cách từ cái điểm A, điểm M này đến cái đường thẳng này nó sẽ được tính theo công thức sau đây này, là khoảng cách d nó sẽ bằng là trị tuyệt đối của ax0 có nghĩa là ta lấy cái tọa độ này ta thế vô đó cộng cho b y zero cộng cho c đem chia cho độ dài vectơ pháp của đường thẳng này nghĩa là a bình cộng b bình căn bậc hai đây công thức khoảng cách từ điểm đến đường thẳng nha nhắc lại ở trong kiến thức hình học lớp 10 thế bây giờ đề bài toán yêu cầu là là cái điểm m này này và ta tính cái khoảng cách từ m cho đến cái đường này này mà sao cho cái công thức này là nó gì nó nhỏ nhất đúng không rồi như vậy là với cái điều kiện bài toán nó cho thì ta phải lập công thức khoảng cách ra. Cái phương trình đường này ta viết lại dưới dạng là 2x trừ y cộng 6 bằng 0 nha. Đấy, cộng 6 bằng 0 để các em lập cái công thức khoảng cách ra. Như vậy nếu em mà tính khoảng cách chỗ này thành là 2a này. Trừ cho b này. Cộng cho 6 này. Lấy trị đấu này. Đúng chưa? Đem chia cho căn của gì? Cái này 4 cộng cho 1 là 5, chia căn 5. Tìm AB để cho cái biểu thức này đạt giá trị nhỏ nhất trong đó B thì bằng A trừ 2 -A để chia A được chưa Đấy nhưng mà ta quay xuống cái bài toán này ta, ta có như sau à, Các em để ý rằng là bây giờ cái điểm M nó nằm chỗ nào thì 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 cái khoảng cách từ M đến D này nó nhỏ nhất đúng không này? Đấy thì các em thấy rằng là ở trong cái bài toán này nó may mắn ở chỗ này này là cái đường thẳng này á thì nó sẽ cắt cái đồ thị à, <laughs> như vậy là với cái đồ thị này là một cái đường thẳng nó như thế này thì M mà nằm chỗ nào trên đồ thị thì nó nhỏ nhất thì rõ ràng M nó nằm ngay chỗ cái giao điểm này thì có khoảng cách nó nhỏ nhất chưa và lúc này có khoảng cách nó đúng bằng không chưa đấy nếu như M hai cái đường này khác nhau thì bây giờ công việc đầu tiên chúng ta phải kiểm tra là coi thứ lỡ hai cái đường này nó không khác nhau thì sao đấy. hay là nó khác nhau nếu nó khác nhau thì kết luận ngay là M nó phải nằm ngay cái giao điểm này là sao đấy. còn nếu như hai cái đường này không khác nhau thì bây giờ ta cứ gọi AB ra tính khoảng cách và ta tìm giá trị nhỏ nhất đó là phương pháp chung. Thế tuy nhiên với cái bài toán thì các em thấy rằng là phương trình hoành độ giao điểm này nó sẽ có nghiệm và chính vì nó có nghiệm nghĩa là m nó chính là cái giao điểm đấy. Đấy, thì các em thấy rằng bây giờ người ta mới lập cái phương trình hoành độ giao điểm ra người ta thấy này à. Thế thì x 2 chia x mà bằng 2x 6 thì nó giải ra cái phương trình nó có hai nghiệm các em. Và với x bằng -2 và x -1/2 chính là nghiệm. Cho nên ta thay cái x bằng 2 với -1/2 vào trong cái cái đường 2x 6 này nè thì ta tìm được 22 ký hai cái tông độ như vậy cái m nó sẽ nằm tại một trong hai cái điểm này vì tại đây thì lúc này có khoảng cách từ m đến d là nhỏ nhất và nó bằng không luôn rồi nè đấy cho nên là cái giá trị của m ở đây á, lúc này a nó sẽ bằng gì a lúc này nó sẽ là bằng một trong hai cái hai cái giá trị này như vậy tùy theo cái điều kiện bài toán ta thay vào thôi trường hợp thứ nhất là nếu m tọa độ 22 thì đây sẽ là a và đây sẽ là b như vậy ta thay vào trong cái biểu thức uh, biểu thức của chúng ta đây là ta sẽ tìm được cái giá trị của nó sẽ tính ra là bằng 18 Trường hợp thứ hai là nếu như A là bằng trừ 1 bằng 2 và B bằng 5 thì ta cũng thay vào trong cái biểu thức là ta tính ra cái quả cũng là 18 các Đấy, như vậy nó trùng nhau về đáp số. Như vậy bài toán này ta chọn là 18. Đây là một trường hợp đặc biệt. Đúng không? Thế thì trong một số trường hợp thì có nhiều cái bài toán là cái đường này nó không cắt cái đồ thị này này. Thì cái bài toán nó sẽ trở nên khó đi việc giải bài toán nó sẽ khó và buộc chúng ta phải sử dụng đến một số các kiến thức à, à, liên quan đến bất đẳng thức như là bất thức si hay bất thức bunya kỳ hoặc là chúng ta phải dùng đến các phương pháp tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của một cái hàm số nha tuy nhiên các bài này nó dễ là do cái đường này nó cắt cái đồ thị cho nên là cái cái điểm m này nó sẽ nằm ngay chỗ cái giao điểm luôn thì lúc này khoảng cách từ m đến d nó sẽ nhỏ nhất rồi ta qua một cái ví dụ khác. Ở đây người ta nói rằng là để cái đường thẳng y bằng x trừ m cộng 2 này nó cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt a và b, sao cho đủ dài đoạn AB này ngắn nhất. Đây là một bài toán mà nó sẽ bắt chúng ta dùng đến định lý về các em. Rồi, bây giờ đầu tiên ta coi thứ là khi nào thì hai cái đường này cắt nhau tại hai điểm phân biệt đó đã. Bằng cách ta lập phương trình hoàn độ giao điểm ra và các phương trình hoàn độ giao điểm sau khi các em khai triển thì nó được là một cái phương trình bậc hai này. Và các em lưu ý rằng là x nó sẽ khác một vì lý do thế còn một của đây nè cảm thấy còn một của đây thì cái này một với với một này là nó thành à, à một trừ một này hết cái này với này hết như vậy rõ ràng là nó khác không muốn này nó cũng không phải là nghiệm cho nên là muốn cho cái đường thẳng d này mà các đồ thị tại hai điểm phân biệt thì chỉ cần cho cái tâm thức bậc hai này có hai nghiệm phân biệt là được và ở đây ta lập cái delta ra nó là bằng m cộng một tất cả bình phương này trừ 4 ac này nó sẽ bằng m trừ một bình phương cộng 8 À, cái này thầy khai triển ra một tí thì phân tích một tí này. Nó là m bình phương này. Chỗ này thành cộng 2m nhá. Cộng 2m uh, cộng cho 1 này. Đó, rồi trừ cho 4m. Cộng cho 8 này. Được chưa? Thế thì uh, cái này mà viết ra là bằng m bình này trừ 2m cộng 1 này. Đó, nhóm ba số hạng này lại với nhau và cộng cho 8 này. Như vậy cái này nó thành là m 1 tất cả bình phương cộng 8 này đúng chưa à, thế tại sao ta viết như thế này các em để ý là khi ta viết cái tâm thức delta cái biệt thức delta này bằng như thế này điều đó cho chúng ta một cái thông tin là à hóa ra cái delta này nó luôn dương với mọi m vì nó được viết cái dạng là m được một bình phương là không âm rồi cho nên cộng với 8 nữa thì chắc chắn nó dương có nghĩa rằng là cái tâm thức bậc hai này chắc chắn luôn luôn có hai nghiệm phân biệt hai nốt khác là cái đường thẳng d này nè nó luôn cắt đồ thị này với tại hai điểm phân biệt với mọi m Đấy chưa Thế thì bây giờ công việc của chúng ta là gì? Ta phải giải quyết cái chuyện là a à, nó cắt tại hai điểm AB và làm sao cho AB này ngắn nhất mới được. Như vậy nếu ta gọi AB là hai cái cái điểm có tọa độ lần lượt như sau. Nếu ta gọi A là điểm có tọa độ là x1 thì tung độ của nó sẽ thay vào đây. Và vậy x1 trừ m cộng 2 này. Và ta gọi B là cái điểm có tung độ a à, hoành độ là x2 thì tung độ của nó là x2 trừ m cộng 2 này. Là hai cái giao điểm được tạo ra bởi cái đồ thị hàm số và cái đường thẳng này. Mà này, thì các em lưu ý rằng là AB là giao điểm cho nên là x1 và x2 nó chính là nghiệm phương trình quanh độ giao điểm. Cho nên x1 x2 nó chính là nghiệm của phương trình sau này. Đấy. Mà nó đã là nghiệm phương trình sau thì ta sẽ dùng được định lý VS và theo định lý VS nó bảo rằng là tổng hai cái nghiệm x1 x2 này nó sẽ bằng trừ b a nghĩa là bằng m cộng 1. Và x1 nhân x2 này nó sẽ bằng c a là m trừ 2. Được chưa? Rồi, thế bây giờ ta lập cái công thức độ dài của đoạn thẳng AB ra thế thì độ dài đoạn thẳng AB nó sẽ được tính theo cái công thức là gì theo cái kiến thức hình học ở lớp ở lớp 10 thì chúng ta biết độ dài nó sẽ tính là bằng xB trừ IA tất cả gì đấy tất cả bình phương được chưa cộng cho gì không cộng cho IB trừ IA tất cả gì đấy tất cả bình phương đây là những cái kiến thức hình học rất là cơ bản mà chúng ta học ở lớp 10 giờ ta bằng dụng lại thôi thì thứ hai AB nó có tọa độ rồi bây giờ ta lại thay vào như vậy là x2 trừ x1 bình phương này cộng hai cái này trừ với nhau thì khi các em trừ hai cái này với nhau thì kết quả là 2m trừ m cộng 2 này nó hết đi nó cũng còn lại là 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 x2 trừ x1 bình phương cộng với x2 trừ x1 bình phương nó thành là 2 lần x2 trừ x1 bình phương được chưa rồi bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là, là biến đổi cái này theo tổng và tích để ta khai thác cái này cho được cái định lý về s ngay chỗ này ta khai thác cho được cái tổng tổng tích này thế để khai thác được cái tổng tích này thì các em để ý rằng là gì x2 này trừ x1 mà tất cả bình phương đó thì ta sẽ tạm viết lại như thế này các em. Ta tạm viết lại là bằng x2 bình phương này. Cộng cho x1 bình phương này. Bình thường chỗ này nó thành là trừ 2 lần x2 x1 vậy nè. Đúng chưa? Thế thì bây giờ để cho nó vậy thì ta thành cộng luôn đi, cộng cho 2 lần x2 x1 và ta trừ cho 4 lần gì? x2 x1. Để làm gì vậy? Để lúc này là gì? để lúc này cái tổng ba số này nó thành x2 cộng x1 tất cả phương và đây chính là cái tổng mà chúng ta cần phải vận dụng cho được chỗ định lý viết mục tiêu chúng ta đưa về tổng mà. như vậy nó thành x2 cộng x1 tất cả phương trừ 4 là x2 x1 mà x1 cộng x2 thì đi theo lý vé nó cho ra rồi còn x1 nhân x2 nó cho ra rồi cho nên thay vô như vậy cái con hai này ta đưa ra ngoài thành căn hai này rồi ta thay cái lượng này vô đây đây ta thay vô đây rồi ta thay cái tích này vô đây thì các em sẽ được một cái biểu thức chỉ còn phụ thuộc theo m thôi nhá yeah. giờ nếu ta thay vô thay cái thầy là căn hai này đó rồi nhân với cái này là căn gì giờ thầy chịu khó cái thay vô thì cái này nó thành là m cộng một tất cả anh phương nghe không à, yeah. ta coi thứ thay vô thế nào bằng bao nhiêu này trừ cho à, 4 này nhân cho m trừ hai này rồi bây giờ các em khai triển rút gọn ra nó bao nhiêu này như vậy là m cộng một bình phương mà trừ cho 4 lần m trừ hai thì đây m cộng một bình phương trừ 4 mà theo như trên chúng ta biến đổi là thành cái này á như vậy cái này nó thành là M trừ 1 tất cả bình phương Cộng 8 Đấy Lúc này cái này nãy ta trên ta làm rồi cho nên ta thay vào thôi Mà M bình phương M trừ 1 bình phương cộng 8 Mà nhân với căn 2 này thì nó sẽ lớn hơn hoặc bằng gì cả Cái này chắc chắn nó sẽ lớn bằng 8 rồi Cho nên nó thành là lớn bằng căn 2 này nhân căn 8 này Đúng chưa Và nó đạt được dấu bằng xảy ra khi M phải bằng 1 Đúng chưa khi M bằng 1 thì Thì <laughs> khi m bằng một thì thì cái tích pin này nó sẽ bằng cái này và nó sẽ đạt được giá trị nhỏ nhất là bằng bằng bốn này cái này bằng bốn này đúng chưa đấy như vậy đáp án của chúng ta sẽ là gì m bằng một khi đó ab sẽ nhỏ nhất đúng nè như vậy m bằng một thì nó nằm trong khoảng nào khoảng không hai nè đấy những cái bài toán kiểu tương giao mà nó buộc phải dùng đến địa lý vs như thế à, hoặc là một ví dụ khác như thế này các em người ta gọi H là đồ thị hàm số có đồ thị hàm số là như này. Một điểm M có tọa độ (x0, y0) thuộc h có tổng khoảng cách đến hai cái đường tiệm cận là nhỏ nhất. Với đề bài toán này cho x0 là âm khi đó người ta yêu cầu tính cái tổng x0 y0. Nè. Thế thì bài toán này lại là một cái bài toán mà nó liên quan đến cực trị hình học sao cho tổng khoảng cách từ hai điểm cho đến tiệm cận. Rồi. Thế thì các em để ý này. Ta nhắc lại một lần nữa về khoảng cách từ một điểm đi đường tiệm cận. Ví dụ như đây là cái đường, đường đường tiệm cận đứng. Và một cái điểm M này nó có tọa độ là xi. Nhá. xi. Đây chẳng hạn, đây là trục tung. Đây, đây là a. Đây là tiệm cận đứng. Như vậy một cái điểm M mà gì? thì vẽ là cái tiệm gần đứng tại vì nó hơi xéo xéo đấy kiểu như này một cái điểm m mà nó cách tiệm gần đứng thì khoảng cách của nó này khoảng cách của nó sẽ là trị tuyệt đấu của X trừ a đó khoảng cách từ m đến tiệm đâu à, khoảng cách từ m đến tiệm gần nó chính là độ dài của cái đoạn này này nhưng mà ta lấy ít từ a tuyệt đấu nha vì nhiều khi X nó là nhỏ nga ha rồi cái thứ hai nữa khoảng cách từ m mà cho đến tiệm gần ngang chẳng hạn như đây là tiệm gần ngang a à, là b thì y trừ b chính là khoảng cách từ m đến tiệm gần ngang nhớ này nè đấy thế thì à, bây giờ là gì bây giờ là chúng ta mới làm gì đây ta lấy điểm m thuộc vào đây như vậy điểm m mà thuộc vào đây thì m nó sẽ có tọa độ như thế này vì vì m tọa độ x0 y0 thì thay vào đây thì y0 nó sẽ bằng 2 x0 cộng 3 x0 cộng 1 này à và các em lưu ý rằng x0 ở đây phải luôn luôn là một số khác vậy khác trừ 1 à, nhớ chỗ đó thế thì lúc này ta tính khoảng cách từ m đến gì đến tiền gần đứng tiền gần đứng ở đây chính là x trừ x bằng trừ 1 và tiệm gần ngang ở đây là y bằng 2 nhớ nha rồi như cái phần lý thuyết hồi nãy ta nói đó khoảng cách từ m đến cái tiệm cận đứng này nó sẽ là bằng trị tuyệt đối của x0 trừ cho trừ 1 nghĩa là trị đối x0 bằng 1 này. khoảng cách từ m đến tiệm gần ngang nó sẽ là y đây y này trừ cho cái y0 này là 2 này trừ cho 2 này lấy tuyệt đối này và nhiệm vụ của chúng ta là làm sao cho cái tổng này đạt giá trị nhỏ nhất theo đề bài toán yêu cầu đúng chưa như vậy ta phải rút gọn biểu thức này đi thì sau khi các em nhân phân phối lên các em rút gọn ta được cái biểu thức này này. Thế thì à, cái biểu thức này nó có một điều hết sức đặc biệt đó là à, tuyệt đối của x0 cộng 1. Nhớ rằng x0 ở đây nó khác trừ 1 rồi nha Cho nên cái này nó thành số dương này. À, cộng cho cái biểu thức này viết là thành là 1 chia trị đấu của x0 cộng 1. Rồi, à, thầy nhắc lại một tí à, theo bất công thức của C, cho hai số x và y là không âm hai số x và y là không âm đây là lý thuyết ở lớp 10 thế thì lúc này x cộng y nó sẽ lớn hơn bằng hai lần căn cái gì bất thức của C cho hai số không âm và dấu bằng xảy ra khi x bằng y nhớ chưa thế thì ở đây là hai số này nó dương rồi như vậy theo bất thức của C, thì nó phải lớn bằng hai lần căn của tích hai cái số này trị đấu x đô cộng một nhân cho một chia trị đấu của x 0 cộng 1 đúng chưa Thế thì cả cái lượng này nó bằng một kết quả cái này bằng 2 cho nên là tổng hai cái khoảng cách này tóm lại nó lớn bằng 2 và dấu bằng xảy ra khi hai số này bằng nhau đấy hai số này bằng nhau và khi hai số này bằng nhau thì rõ ràng chúng ta tìm được à x sẽ bằng 0 hoặc x bằng trừ 2 thì cái phương trình này các em giải ra bằng phá giá trị đấu thôi a trị đấu a bằng trị đấu b nghĩa là a sẽ bằng b hoặc a bằng trừ b thì cái này giải ra rất là dễ Thế thì rõ ràng tại cái điểm x0 bằng 0 hoặc bằng trừ 2 Thì cái tổng khoảng cách này bé nhất Đúng chưa Đấy Như vậy với x0 bằng 0 thì các em sẽ suy ra được là gì À sẽ suy ra được là À ở đây đề nó có nói rằng là X0 này là bán không nữa Như vậy cái trường hợp x bằng 0 này ta loại đi Đây đi nó cho à, Đấy để ý cái chỗ đó à, Như vậy ta chỉ còn giữ lại cái x0 bằng trừ 2 thôi Thế thì với cái x0 bằng trừ 2 Thì các em thay vào đây nè đó em thay cái trừ hai này vô đây thì các em sẽ tìm được cái y0 thôi đấy trừ hai thì cái này nó ra là gì trừ 4 cộng 3 là thành trừ 1 này trừ hai chia cho trừ một nữa như vậy là y0 sẽ bằng một không như vậy tổng x0 cộng y0 sẽ bằng trừ một này vậy đáp án của chúng ta là a à. được chưa nào đấy như vậy là nhiều khi chúng ta phải dùng tới bất đẳng thức của si hoặc bunyakovsky đó này đấy thì nó mới ra được À, bây giờ ta sẽ qua cái dạng tiếp theo là gì là tương giao giữa đường thẳng với một số các cái đồ thị hàm số khác các em số cái dạng đồ thị hàm số khác thì đây trong cái phần này thì à, các năm gần đây thì buổi dục vẫn có ra một số cái dạng đề mà yêu cầu chúng ta phải à, phải khảo sát đối với những cái lớp hàm mà nó khá là phức tạp đặc biệt là có những cái lớp hàm nó có chứa trị đấu nè đó nè thì à, trong những cái lớp hàm mà có chứa trị đối thì thông thường để khảo sát và vẽ bản biến thiên ấy, trực tiếp ấy, thì ta thường hay phải phá trị đấu ra dùng định nghĩa phá trị đấu ra À, thì trong cái phần này thì ta sẽ làm từng bài cụ thể như thế này chẳng hạn như là người ta cho sau đây cho cái hàm số y bằng đây một cái hàm số khá là phức tạp như thế này và à, cái hàm số y bằng trị đấu x cộng 2 trừ x cộng m nó có đồ thị lần lượt là c1 c2 đây chính là đồ thị của cái hàm thứ nhất và đây chính là đồ thị của cái hàm thứ hai được chưa rồi bây giờ người ta nói này tập hợp tất cả các giá trị m để cho cái hai cái đồ thị này khác nhau tại đúng 4 điểm phân biệt như vậy một lần nữa chúng ta phải lập phương trình hoành độ giao điểm ra Thế các em để ý trong cái phương trình hoành độ giao điểm của chúng ta này nè Ta thấy là nó có một cái con M đây nè Cho nên cái phương trình hoành độ giao điểm này chúng ta sẽ cô lập M ra Thế thì ta thấy rằng à bên cái vế trái này nó là một cái hàm Fx Nó là một cái hàm Fx Còn bên vế phải nó là một cái đường Y bằng M Là một cái đường nằm ngang Như vậy muốn cho cái ý Cái đồ thị C1 và C2 khác nhau tại 4 điểm phân biệt Nghĩa là cái đường nằm ngang M đây nè Nó phải cắt cái đồ thị Fx của chúng ta lúc này cũng tại 4 điểm phân biệt như vậy một lần nữa chúng ta cần phải có được các bảng biến thiên của của, của cái hàm số biết này nè, để dựa vào các bảng biến thiên đó ta cho cái đường IM nó cắt qua bốn điểm phân biệt là xong. Được chưa? Đó, như vậy công việc của chúng ta hết sức phức tạp đó là gì? Phải lập cho được các bảng biến thiên của các hàm số này mà trong đó nó có cái chữ trị đấu này nữa. Đây, rất là mệt cho đó. À, thế thì nó thì vậy thôi chứ còn khi làm thì chúng ta vẫn cứ bình tĩnh ta làm thôi, ta tách cái 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 trị đấu này ra, ta phá trị đấu này ra để ta đưa về hai cái hàm sau đây. Cái hàm PX của chúng ta là nó bằng cái này, và nó sẽ thay bằng x cộng 2 trong trường hợp x cộng 2 lớn bằng 0. Đấy các em thay nó vô. Thì trường hợp mà ta phá trị đấu này ra và không để đấu giáo thì hai cái con x này rút gọn đi nó còn giữ lại cái tổng này cộng với con 2 này thôi nè. À trừ với con 2 này thôi nè. Trong trường hợp x cộng 2 là không âm nghĩa là x lớn bằng -2. Còn nếu nó âm thì chỗ này nó thành đấu giáo đi và chỗ này nó thành là 2x. À, các em ghi chỗ này thành 2x cộng 2 này. Đấy, còn cái lượng đằng trước này nó giữ nguyên. À, trong trường hợp nếu cái biểu thức này nó âm nghĩa là x nhỏ trừ 2 như vậy ta sẽ được hai cái giá trị hai cái hàm b b1 và b2 như vậy để tính đạo hàm thì tính cái b phải này ra thì nó bằng các cái này đạo hàm thành phần này ra thôi thực ra cái này nó hơi lạm dụng đây, cái này người ta hơi lạm dụng cho thực ra là b mà bằng cái này mà b phải mà bằng cái này thì hơi hơi lạm dụng việc tính toán nó khá là dài dòng nhưng mà các em tính cái này ra dùm thầy nè đây cái này là hàm bậc nhất đi bậc nhất thì nó là trừ hai này cộng cho trừ ba là bằng một này chia cho mẫu bình phương này cái này hàm bậc nhất thì bậc nhất cũng vậy ta lão hàm ta nó ra như thế này đây các em lưu ý rằng con hai này đạo hàm nó hết rồi. nè. Đây. Thế thì cái tổng này thì hiển nhiên là nó dương rồi. nè. Và trên cái miền mà trừ 2 cho đến dương vô cùng thì nó có những con số sau đây nè. Mà ta cần phải lọa đi nè. Đây là trừ 2 nha. Trừ 2 đến dương vô cùng thì thì nó sẽ có chỗ này là con hai này. Con hai là phải lọa đi này, Vì con hai là nó không có xác định. Rồi có con một nữa nè. Con một cũng không xác định nè. Rồi con không nó cũng không xác định nè. Nha rồi con gì các em rồi con trừ một nó cũng không xác định này. đó tao phải loại những cái điểm này đi như vậy cái hàm số này nó sẽ sẽ dương đạo hàm nó sẽ dương trên cái miền từ trừ hai đến dương vô cùng mà trừ đi những cái điểm này ra có nghĩa là trên các khoảng này này. Đấy, các khoảng này, các các khoảng này được chưa rồi còn trường hợp thứ hai là cái này ta đạo hàm thì nó cũng sẽ y như thế này và nó cũng sẽ dương luôn các em mà trên cái miền từ trừ hai cho đến âm vô cùng thì nó không 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 có cái điểm nào bị lọa cả vì trên cái miền này là hàm số nó xác định rồi, được chưa Đấy, như vậy từ hai cái này nè thì ta sẽ lập được cái bảng biến thiên như sau. Đấy, thầy sẽ minh họa cho các em cái bảng biến thiên này. Nếu bạn nào mà tin ý thì sẽ lập được cái bảng biến thiên như này. Kỹ thuật lập bảng biến thiên thì nó cũng hơi rườm rà tí. Đây nha. Đầu tiên các em sẽ vẽ cho thầy một cái x. Đây là cái P1 gọi là B1 đi. Cái đây là p 2 Rồi hai cái này là đạo hàm nha Đó. Đây, đây là B1 đạo hàm này. Và đây là p 2 đạo hàm của chúng ta này được chưa rồi chỗ này các em ghi cho thầy cái bê đầu hàm này và chỗ này chính là b của chúng ta đó cái bảng đầu hàm thì nó hơi dài dòng chỗ này một tí và tất nhiên là khi ta ghép lại thì nó sẽ sẽ ra các bảng Cái bản, các bảng biến thiên của các hàm p rồi các em điền cho thầy là từ âm vô cùng cho đến dương vô cùng này được chưa rồi điền tất cả các cái điểm của chúng ta lấy là gồm có gì gồm có trừ hai này trừ một này không này một này hai này điền hết đây được chưa và các em lưu ý rằng là tại cái con trừ hai này là đạo hàm là không xác định dùm cái cứ hai sọc dùm cái đó hai sọc hết cho thầy nha nhưng mà tại cái con trừ hai này hàm số vẫn xác định nha nó không có hai sọc ở dưới này rồi à, ngay chỗ này là đạo hàm cũng không xác định luôn này đó, cứ hai sọc hết xuống đó kéo dài luôn đi cho nó nhanh à. rồi chỗ này cũng hai sạp luôn nè chỗ này cũng hai sạp luôn nè đấy chỗ này cũng hai sạp luôn nè đó rồi Bây giờ ta điền giáo nha các anh chàng p 1 một phải này anh chỉ xét nên cái miền là lớn trừ hai thôi cho nên cái miền này các em gạch bỏ dùng cái đó và cái này nó dương hết theo đề bài toán là đạo hàm nó dương hết đó các em điền giáo cảm thấy chưa thầy hả à. Rồi còn các anh chàng B B2 phải này thì anh chỉ xác trên cái miền là nhỏ trừ 2 thôi cái này gạch hết cho thầy cả. Bỏ hết cái phần dương này đi. Rồi, còn chỗ này nó cũng dương luôn nè. Đấy nó cũng dương luôn, à. Rồi như vậy thì anh chàng B phải này anh mang dấu gì cái này đến dương nè. Cái anh này cũng dương nè. 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 Các em thấy chưa? Đó, như vậy tóm lại là cái anh chàng đạo hàm của chúng ta là anh dương hết. Được chưa? rồi thứ hai nữa là cái hàm số p của chúng ta thì nó không xác định tại những cái điểm nào nó không xác định tại cái con uh, từ một này Đây hai sạp xuống đây dùng cái này anh không cũng không xác định này bây giờ nữa các không rồi cái anh uh, gì anh một cũng không xác định này anh 2 cũng không xác định này đó rồi còn cái chỗ cái từ hai này thì nó vẫn xác định nha được chưa rồi về mặt đường điệu thì nó đi lên đó nó lên một lèo này nó lên này đó nó lên được chưa đó tao vẽ rồi cho nó đúng nó lên hết đâu vì còn lại của chúng ta là điền các cái đầu mút này ta điền đầu mút thì các em phải chịu khó tính cái liêm ra cho thầy nha cái này x mà dần ra âm vô cùng thì cái này nó bằng bao nhiêu x dần ra âm vô cùng là đây ta, ta tính cái liêm này thôi nè vì nó dần ra âm vô cùng nghĩa là nhỏ hơn trừ hai này nha thì cái này đây thành một cái này thành một cái này thành một là ba rồi này cái này thành một là bốn này. Này, này cái này thành âm vô cùng này như vậy chỗ này đi âm vô cùng này cho đúng nha rồi nó dần về trừ một nó dần về trừ một trừ nó dần về trừ một trừ thì cái này này nó ra bao nhiêu cái này nó khác không này cái này nó bằng không như vậy chắc chắn ở chỗ này nó sẽ thành dương vô cùng này đó trừ một cộng thì chắc chắn là âm vô cùng này chỗ này cũng sẽ vậy không không thì cái này là trừ một này không này như vậy cũng dương vô cùng này cứ vô cùng cho thầy cái đây cũng âm vô cùng này cái đây dương vô cùng này nha rồi cái này âm vô cùng này cái này dương vô cùng này đúng chưa rồi cái này chắc chắn cũng âm vô cùng này tại con hai mà tại con hai thì cái chỗ này bằng không này tiên tử khác không đúng không tại con một ở dưới mảng không điện tử khác không tại con không điện tử dưới mẫu bằng không điện tử khác không tại con trừ một ở dưới mẫu bằng không điện tử khác không bây giờ cái thứ cuối cùng là gì x dần về dương vô cùng đã x dần về dương vô cùng thì các em lấy liêm của cái biểu thức đây này, này thế thì cái này nó là cái này liêm vô cùng x uh, dần về dương vô cùng thì cái giới hạn này bằng một này cái giới hạn bằng một cái giới hạn bằng một cái giới hạn, bằng một, cái giới hạn bằng một nhưng mà tổng là ba rồi nhá còn x dần về dương vô cùng thì cái này cái trừ hai thì nói gì uh, cái này nó thành uh, thành trừ hai nó hàng số mà như vậy là một hai ba bốn mà trừ hai là còn hai này như vậy chỗ này các em điền số hai cho thầy được chưa đó như vậy tóm lại đồ thị hàm số của chúng ta nó sẽ có dạng như này một nhánh hai nhánh ba nhánh đúng không đây một này hai này ba này bốn nhánh đó 4 nhánh còn cái nhánh cuối cùng này nó cũng trừ âm vô cùng nhưng nó lên thứ thứ hai thôi nó lên thứ hai thôi đây âm vô cùng hết nha các em âm vô cùng hay, âm vô cùng hay, âm vô cùng hay, đấy, lập bảng biến thiên đầy đủ thôi. Còn những cái này nó dương vô cùng hết này, đúng à, đó, dương vô cùng hay, dương vô cùng hay. Cái này nó chỉ chạy thứ hai thôi. À, rồi trong khi đó cái đường y bằng gì? Cái đường y bằng m của chúng ta là phát cắt các đồ thị hàm xuống này tại mấy? đúng bốn điểm phân biệt. đúng không? Điểm phân biệt như vậy cái đường y m nó phải nằm trong cái vùng này nha, đúng không? Đấy, nó phải nằm trong vùng này mà nằm vùng này nghĩa là nó phải lớn hơn mấy các em nó lớn hơn hai và nó bằng hai được không thì xin thưa là các em là tại cái điểm hai này nó không lấy này vì x nó dần ra dư vô cùng thì y nó mới dần về hai mà cho nên cái m này này chắc chắn nó phải nằm trên hai hoặc là tối thiểu đúng cái con số hai này thôi thì đồ thị hàm số này nó chỉ cắt cái đồ thị y bằng m này sẽ tại bốn điểm phân biệt được chưa và đáp án của chúng ta là m lớn hơn hoặc bằng hai đáp án à được chưa nè Đấy, ta làm như thế thì tất nhiên là những cái dạng bài tập này thì nó hơi rườm rà một tí chứ còn kỹ thuật tính toán thì chúng ta phải phá trị đấu ra rồi ta làm thôi chẳng có gì khó đâu à, chẳng hạn một cái ví dụ khác như thế này gọi x là tập hợp các cái số giá trị nguyên dương của tham số m nhớ là ở đây đề này yêu cầu là nguyên dương nha à, để cho cái phương trình này có để cho phương trình này có nghiệm và người ta yêu cầu là cái số phần tử của x là bao nhiêu thế thì một lần nữa chúng ta cũng dùng cái phương pháp của lập tham số thôi đây này người ta cô lập cả cái bãi bãi trừ m đây là cái hầm hàng đồ thị bên bên cái phải này nó là một cái đường nằm ngang ha đấy rồi còn cái hàm số này là hàm fx và chúng ta một lần nữa chúng ta phải đi khảo sát cái hàm số này để lập bảng biến thiên của nó thế các em để ý rằng là cái hàm số này là ta thấy rằng là x bình phương trừ x cộng một này rồi x bình phương trừ bảy cộng chín này hai cái tâm thức bậc hai này cái delta của nó là điều âm hết điều âm hết đây bên phương là một trừ bốn ac là âm này à, bên phương là chín trừ 4 AC36 cũng âm này như vậy à, hai cái căn này luôn luôn có nghĩa với mỗi x thuộc R rồi bây giờ chúng ta tính đạo hàm nó ra thì cái này căn u đạo hàm là bằng u phải là 2x 1 chia cho hai căn u này cái này đạo hàm ra là bằng 2x trừ 3 chia cho 2 căn u này Thế này rồi ta phải lập cái phương giải các phương trình đạo hàm bằng không này ra thì các phương trình đạo hàm bằng không này giải ra thì các em sẽ có được một nghiệm duy nhất đó là x bằng tư thì tất nhiên cái việc giải các phương trình này thì nó hơi rườm rà nha các em đó, nó hơi rườm rà À, giải bằng cách làm như thế này nè. À các em cho hai cái này nó bằng nhau, nghĩa là chỗ này là 2 2 căn x trừ 1 chia cho 2 căn này cộng cho 2 căn x trừ 3 chia cho 2 căn bằng 2 của x bình phương à, gì? cộng cho 7 x 9 đây nè, à, nó bằng 0 đó. Thì các em giải bằng cách làm gì? Các em chuyển vế qua, như vậy chỗ này nó bằng trừ này. Đó, trừ -2x cộng 3 này, đúng chưa? Rồi rồi sau đó các em mới làm gì biết không? Đây, A mà bằng B thì ta giải bằng phương trình hệ quả nhé, ta suy ra được cái này bình phương. Cái này bình phương, bằng cái này bình phương. Đó. Rồi các em khử được hai cái căn nha. Các em khử được hai cái căn và các em sẽ giải cái phương trình này ra. Tất nhiên việc giải nó hơi dài dòng. Và các em giải ra em chìm nghiệm được x là bằng 3/4. 3/4, một nghiệm thôi các em. Rồi sau đó với cái nghiệm x bằng 3 phần tư này, tôi thế ngược lại cái phương trình góc ban đầu. À, đấy, Giải ra cái nghiệm lấy cái x bằng tư này thế ngược lại vô cái phương trình góc ban đầu bằng không này. À, nó đúng thì ta nhận. Đây gọi là giải bằng phương pháp phương trình hiệu quả. Rồi sau đó làm gì? Sau đó là ta lập cái bản biến thiên của cái đồ thị hàm số này ra. Ở đây này cái tập xác định của nó đầu mút là từ âm vô cùng dương vô cùng và nó có một cái điểm mà tại đó đào hàm bằng không thôi. Rồi chỗ này y phải của nó, bên này là dương, bên này là âm thì cái việc mà đánh dấu đạo hàm thì rất là dễ. Ví dụ, bên này nó mang dấu gì các em lấy đại con số 0 các em thiếu vào đây. À, đại con số 0 thiếu vào đây thì cái này không, cái này là số âm mà này. Cái này số âm nữa này là ra số âm này. 3/4 các em lấy thầy con số 1 các em thiếu vào đây. Hoặc và thậm chí là lấy con số số 3 luôn cho nó an toàn. Số 3 thì điện tử này dương này. Số 3 điện tử này nó cũng dương này, như vậy kết quả bên này là dấu cộng. Thế thì đơn điểm của nó sẽ đi xuống và đi lên tại 3 phần tư các em thế vào trong cái hàm số fx này thì người ta tính ra được căn 13 tất nhiên cái này các em kiểm tra lại hộ thầy cái vì nhiều khi người ta tính toán nó cũng có những cái sai sót rồi cái thứ hai nữa là khi x dần về dương vô cùng cũng như âm vô cùng thì cả hai cái căn này này nó đều tiến ra dương vô cùng cả vì ở trong này nó là x bình phương nó dương mà cái này cho nên nó là dương vô cùng cả rồi thế thì tới đây chúng ta có được cái đồ thị hàm số y bằng mà muốn cho cái này nó có nghiệm nghĩa là cái đường y bằng y bằng 7 trừ m này này nó phải cắt cho được cái đồ thị hàm số mà đồ thị hàm số của chúng ta nó có dạng như thế này đây là dương vô cùng đây là dương vô cùng và cái này tối thiểu của nó là căn 13 như vậy cái đường y bằng m nó phải cắt trong chùm này nghĩa là 7 trừ m phải lớn hơn hoặc bằng gì cái căn 13 này được chưa là sao này. mà 7 trừ m mà lớn hơn căn 13 thì tương đương với gì tương đương cái này người ta tính ra được M là nhóm bằng 7 trừ căn 13 mà 7 trừ căn 13 là tính ra sắp xỉ 3 phế uh, 39 trong khi đó yêu cầu của chúng ta là M là nguyên dương à như vậy là M nó phải bằng 1 2 3 đó đấy, đấy như vậy đáp số cuối cùng là x cái này cho có 3 phần tử thôi đó nha đó bằng số phần tử của x đấy thì tất nhiên những cái dạng bài toán này thì cái việc tính toán nó khá là rườm ra riêng cái chỗ cái phần này nó khá là rườm ra nha rồi à, một cái bài toán khác người ta hỏi là có bao nhiêu cái giá trị nguyên của M để cho cái phương trình này có nghiệm Thế thì thực ra cái phương trình này một lần nữa chúng ta cũng cô lập tham số để ta làm Tuy nhiên với những cái phương trình lọa này này thì chắc các em không nên là để nguyên cái hàm FX mà khảo sát Tốt nhất là chúng ta phải dùng cái kỹ thuật là gì Dùng hàm số hợp để tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất Hồi này. Như vậy ví dụ như này nó là là thành là ta đặt T mũ 3 trừ cho 3T bình bằng M đúng không Như vậy với đặt cách T bằng cốt thì T nó sẽ nằm trong đoạn gì các em trừ 1 1 đúng chưa đấy trừ 1 1 thế thì muốn cho cái hàm số này cái phương trình này có nghiệm nghĩa là M nó sẽ nằm trên cái khoảng từ giá trị nhỏ nhất cho đến giá trị nhỏ nhất của cái hàm số này à, nhỏ nhất đến lớn nhất của cái hàm số này trên cái miền từ trừ 1 đến 1 thôi đúng không như vậy ta sẽ tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số này trên cái này và ta cho em nó nằm trên cái đoạn đó là sao được chưa và với mà nằm điện đoạn nó ta lập ra những giá trị nguyên thì ta biết được nó sẽ có bao nhiêu giá trị chứ còn mà các em điện nguyên cái em mà cô lập m này qua đó nè bây giờ chuyển cái m này qua nha cô lập qua rồi ta đặt cái hàm này biết người ta khảo sát thì nó rất là phức tạp vì lý do đây là hàm lượng giác phương trình đạo hàm bằng không nó sẽ có vô số nghiệm nha ta không nay ta nên dùng cái phương pháp sử dụng đặt ứng phụ đây người ta giả như thế này đặt t bằng cốt này và t nằm trong đoạn đường một một thì ta sẽ được cái phương trình nó như thế này thôi như vậy muốn cho phương trình này đã cho có nghiệm thì cái phương trình này phải có nghiệm trên đoạn trừ một một và người ta tính ra nè đấy người ta đạo hàm người ta lập bản biến thiên nhưng mà thực ra đây người ta không cần lập bản biến thiên người ta tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất này này các em đấy f min đi này đấy và f của nó là trừ bốn và f của nó là bằng không như vậy m nó phải nằm trong cái đoạn này là sao vì cái hàm số này nó liên tục trên đoạn từ một một mà cho nên cái việc đi tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất trên một đoạn thì rất là dễ phải nha đấy là sao đấy. như vậy cái bài toán này là đáp án của chúng ta là đoạn từ trừ bốn đến không nghĩa là có bao nhiêu năm giá trị ha à, đáp án là câu đi được chưa nào đấy cách làm như thế à, chứ còn mà điển nguyên hàm biết khảo sát thì nó rất là mệt rồi một câu khác tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình này có hai nghìn thực thì cái bài toán này một lần nữa ta coi thứ rằng cái việc cô lập tham số nó có được không thì chắc chắn là xin thưa các em là chắc chắn là sẽ được ừ, chả có gì khó cả ở đây là ta sẽ thực hiện cái phương trình hoành độ giao điểm này ra và chúng ta sẽ đưa về dạng căn a bằng b mà chúng ta biết rằng là căn a mà bằng b thì nó có thể thực hiện có phép biến đổi tương đương để khử căn này đó là gì đó là anh chàng b này phải không âm và gì không và a thì bằng b bình phương hả đấy b bình phương như vậy ta thấy rằng là cái phương trình này tương đương với hai cộng một là phải không âm nghĩa là x sẽ lớn bằng trừ một hai cái đó này rồi ta bình phương hai vế này này và ta rút ra được mx này nha thì các em để ý rằng với cái phương trình này ta sẽ cô lập tham số ra ta cô lập tham số m ra mà cô lập tham số m thì buộc phải chia x này xuống mà các em để ý rằng là khi x mà bằng không á thì cái nó không phải là nghiệm phương trình này cho nên cái phương trình này nó sẽ sát trong trường hợp là x khác không thôi và x khác không á thì mà lớn trừ 1 phần hai thì ta cô lập được cái m ra và nhiệm vụ của chúng ta là gì là phải lập cho được cái bảng biến thiên của cái hàm số này nè trên cái miền mà người ta cho là gì từ trừ 1 phần hai đến nhiêu vô cùng và khác không được chưa đấy đây. Mục tiêu chúng ta phải lập cho được bảng biến thiên của các hàm số trên cái miền này. Đây trên cái miền của chúng ta là gì? À, đây là trừ -1/2. Đây là con không bỏ đi. Đó, trên cái miền này ta lấy trên cái miền này. Nhớ nha. Rồi. Rồi thế thì bây giờ đạo hàm đó thôi. Đạo hàm ra, cái này người ta đạo hàm ra này. Đạo hàm cái này là bậc 2, trên bậc nhất thì tính đạo hàm ra là bao nhiêu? À 3 cộng cho một trên x bình vâng đúng chưa vì cái này ta chia ra là ba ít nè cộng cho bốn trừ một trên x Ừ được chưa mà trừ một trên x đạo hàm là bằng một trên x bình còn có ba đạo đạo hàm ba con bốn đạo hàm là hết này như vậy thành là ba x bình cộng một chiếc x bình này mà ba x bình cộng một chiếc x bình thì nó luôn luôn là số dương với mỗi x khác không rồi đúng chưa rồi việc còn lại chúng ta là tính máy cái liêm của các cái đầu bút ra thì ở đây chúng ta tính liêm khi x dần ra dương vô cùng thì hiển nhiên nó bằng dương vô cùng vì cái đây là đạo hàm cái hàm số chúng ta nó có dạng bậc hai đi bậc nhất nó bằng dương vô cùng này rồi x dần về không cộng không trừ gì đó thì cái này nó rất là dễ đúng không? ví dụ như không cộng thì cái này nó thành không cộng này cái này là bằng trừ một này như vậy nó bán nó ra âm vô cùng này x dần về không trừ thì cái này nó thành không trừ này ở trên trừ một nó bán ra dương vô cùng này nè rồi à, rồi sau đó các em làm gì các em lập các bảng biến thiên đây nhìn qua đây thầy sẽ hướng dẫn các bạn biết thì nè từ trừ một phần hai cho đến dương vô cùng thôi chỗ này bỏ con không tại không thì đạo hàm không xác định và hàm số cũng không xác định đó nè còn dấu của đạo hàm thì nó bằng bao nhiêu dấu đạo hàm như chúng ta vừa tính ra thì nó dương hết như vậy về mặt đơn điệu nó đi lên này đi lên này ngay chỗ con không chúng ta tính hai cái giới hạn rồi ít dần ra dương vô cùng thì y cũng dần ra dương vô cùng rồi tại cái trừ một phần hai này các em lấy các em thiếu vào trong cái hàm số f này thì ta tính ra được kết quả là 9 phần hai như vậy điều đó cho chúng ta một cái thông tin là gì à cái đồ thầy hàm số của nó nè từ 9 phần 2 Cái nó chạy lên tới gì các em Nó chạy lên tới dương vô cùng Được chưa Rồi ngay chỗ này nó có một cái đường tiệm cận đứng nè Đó chính là x bằng 0 Rồi sau đó nó từ âm vô cùng nè Âm vô cùng là nó từ tiết cái dưới này là. Đó nó dưới cái con 9 phần 2 Nó chạy lên gì các em Nó chạy lên tới dương vô cùng Đó đồ thị của nó minh họa thôi rồi công việc của chúng ta là gì? Công việc của chúng ta là À, yêu cầu là cái phương trình này phải có hai nghiệm thực thôi. Hai nghiệm thực như vậy, cái đường y bằng m của chúng ta nó phải cắt trong cái tròn này này. Và nhớ rằng ở đây là x bằng trừ một phần hai có nghĩa là đồ thị hàm số nó lấy luôn ngay cái điểm trừ chín phần hai này này vẫn giá trị này vẫn lấy nha. Như vậy cái y bằng m của chúng ta đó là nó phải từ 9 phần hai này ra đây và được phép bằng 9 phần hai nha. Đấy. Thế thì ở đây người ta nói là tìm tất cả các giá trị m đáp án của chúng ta là luôn đi đúng chưa đấy từ 9 phần 2 trở lên rồi à, đây là một số các cái dạng bài tập à, cho những cái lớp hàm mà nó khá là rừng ra việc tính toán nó yêu cầu chúng ta phải buộc lập phương pháp dùng phương pháp cô lập tham số để đánh giá sự tương giao giữa cái đồ thị hàm số x và cái đường y bằng rm trên cơ sở từ một cái phương trình hoành độ giao điểm của hai cái đồ thị hàm số tùy ý hiểu nè đấy và cái công việc rất quan trọng trong cái dạng bài toán này đó là cái kỹ thuật lập bản biến thiên đầy đủ Nha. Cái này một lần nữa nó bắt chúng ta phải à, giải quyết những cái bài toán mà khảo sát hàm số trong những cái lớp hàm tùy ý. Như thế nè. Thế thì tiết học đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong tiết học tiếp theo.